À, Khang Audio Bình Dương xin chào tất cả các đồng chí. Báo cáo với lại các đồng chí sắp 0 giờ rồi. Cũng đến giờ đi ngủ rồi. Mời các đồng chí ly trà. Thì chưa lắp được vào, nhưng mà cũng giới thiệu với các đồng chí tại vì mình đã kiểm tra hoạt động hoàn hảo nha, không có oxy gì cả. Thì mai lắp vào là test thôi chứ mai cũng không giới thiệu nữa nha. Giới thiệu với các đồng chí chữ âm ly California, có model là Pro 688 MW nha. Đấy, thì đây là cái mạch tiền khuếch đại của nó này. Đấy. Pro 688 MW rồi nha. California Master và Music của nó đây. Mạch đẹp tuyệt vời. Chưa có sửa chữa cái gì cả. Những cái con âm ly California như thế này thì cứ dùng thoải con gà mái luôn, không phải suy nghĩ gì cả. Không biết bao giờ nó mới hỏng được. Con âm ly này cũng tương đối đây, Master mạch cũng có thứ còn rất đẹp. Âm ly này không biết nó ra đời năm nào nhưng mà cũng tương đối lâu, theo mình cũng tương đối lâu. Đến giờ phút này mà nó còn như thế này là biết cái về cái chất lượng của nó rồi nha. Đấy, đây là Echo. Echo con này nó sử dụng con M65831 nhá, IC M65831. Đấy, điều đặc biệt nhất là ở đây là cái mạch mic của nó 1 2 3 4 5 6 7, mạch mic kali xịn nhá, 7 volume. Tức là con này ta có thể tách ra, tại vì cái mạch mic này của nó tương đối hay, ta có thể tách nó ra để là thay cái vang này. Đấy, thì cái con volume này nó ở tận ngoài này cơ. Đấy, còn công tắc này ở giữa. 1 2 3 4, hai con IC lớn, hai con IC bé. Đây con IC lớn tên là này. Đấy, tên con IC lớn đấy. Con bé là 45 58 thì không nói gì đây. Đấy, con IC lớn nhá. Mạch nào cũng như mạch nào này, nó là quá xuất sắc nhỉ. Đây đúng không ạ, hai mạch mic nhá, hai mạch mic thì mạch echo mạch master. Thì đây này, chiếc ra công tắc các thứ thì đương nhiên là phải thay mới hết rồi để tránh cái tình trạng là nó lẹt xẹt. Tất nhiên là nó sẽ lẹt xẹt đấy, nhưng sau một khoảng thời gian vài năm nữa nhá thì nó mới lẹt xẹt. Mặt tiền thì như mới, mặt hoa da phấn nhá. Mà cái loại cái chất liệu nhôm của cái hãng Kali này nó thuộc loại đúng là nhôm nhôm tốt, thế nên là người dùng người ta cũng dùng kỹ thì rất chi là mới. Đấy, tem này, cái tem mà nó còn như thế này thì biết được là những cái người chủ người ta sở hữu con âm ly này người ta giữ gìn như nào đúng không ạ. Đấy, tiếp theo là bên trong đấy, đặc biệt California thì nó có cái nắp nó chụp vào này nhé, nắp nó chụp vào này để bảo vệ chống bụi bặm và thứ nhiễu nữa. Đấy, vui là đây. Đây nhìn xem. Đây cái vỏ máy sassi của máy này, nó mới đến cái mức như này, như kiểu là mới sản xuất ngày hôm qua thế. Nhưng mà đây là nó sản xuất lâu rồi, nhưng mà do cái chất liệu tốt nên là nó như vậy. Còn đây là mạch công suất này, đây là chỗ cụm công tắc nguồn, đây là mạch công suất sử dụng 4 con số than lớn 1 2 3 4. Úi dồi, thôi này, nhôm còn California đây nhá, California hàng xịn California này. Ở cái tấm tỏa nhiệt này nó còn dập chữ như này là biết rồi đây. Đấy, còn nguyên zin nhé, còn nguyên zin. Thông tin với các đồng chí như vậy là còn nguyên zin, chưa có sửa chữa gì cả. Đây mình đã tháo ra, mình sẽ kiểm tra. Thế chủ yếu là kiểm tra cái độ zin của nó, với lại xem mối hàn với hổng nó có tình nghi thì hàn lại. Thế nhưng mà rất đẹp. Bắt đầu này, 683 này nha. Đây
cái loại chân ra chạm ra loa này, chạm ra loa này thì đúng là âm lịch hỏng mà chạm chưa hỏng, không thể hỏng được. Đây, California 688 mW, toàn tiếng Tây hết. Đây là địa chỉ sản xuất ở California này, ở Mỹ này. Đây là địa chỉ này, tem chìm tem nổi đây này. Chơi những loại này thì không bao giờ phải suy nghĩ được. Đấy, tem chìm tem tội của nó như thế này, nhôm nó còn có chữ như này nữa thì còn gì để nói. Không phải con kali nào cũng có cái chữ ở cái tấm tỏa nhiệt này đâu nhá. Đấy, con này đặc thù, con này nó mới có. Hay là cái phiên bản này ở cái đời này được ưu tiên, cái như kiểu JBL 100 Century nha, kỷ niệm ngày thành lập hãng. Đấy, nó được ưu ái hơn. Đấy, con này thì cái kích thước thùng này, cái kích thước đằng sau này nó cũng dài hơn những con khác. Con này là coi như thế là thùng xốp, và là phải thùng xốp lớn. Ốc này, ốc cũng còn zin của California luôn này. Đấy, này nha. Đấy, chứ không có lai tạp. Nói chung là hầu như con này còn zin hết, không lai tạp cái gì cả. Dây nguồn các thứ cũng vậy, nắp đâu cái nắp ở đằng sau kìa. Nhưng mà nói chung ấy là rất chi là đẹp nha, rất chi là đẹp, rất chi là mới, xứng đáng để bày lên kệ, bày lên tủ. Thì những cái con như thế này thì trở kháng thì đương đây này, trở kháng thì đương 8 ohm. Nên người sản xuất người ta có ghi không? Đây này, 8 ohm. Đấy, trở kháng 8 ohm này, spec này. Thì theo mình thì cứ loa 4 ohm 8 ohm là chơi được hết nhá. Đấy, đám cầu này thì nó ngả màu thôi chứ này, ngả màu thôi chứ không gì. Thì bốn con sò lớn này, bốn con sò lớn. Thế nhưng mà nó kết hợp được cái là cái biên áp xuyến này nó to nhỉ, biên áp xuyến này nó to, thế nên là bốn con sò lớn này vẫn có thể đánh loa bát 25 nhỉ. Nó còn bát 30 thì thôi. Thế nhưng mà ưu tiên là những người nào mà chơi bát 25 đổ lại là thứ nhất. Cái thứ hai là những người nào thích âm sắc nó tốt, nịnh cái lỗ tai thì nên tham khảo những cái hãng California như này. Đấy, độ nhiễu nền thì cực thấp. Đấy, thông tin với các đồng chí như vậy nhé. Thế còn con này ấy, con này thì karaoke thì nó 7 volume mà lại 7 volume của Cali, thì đương nhiên là coi như thế là chưa cần rội rượu nha, chưa cần rội rượu vẫn có thể đàn ca sáu nhị được. Đấy, mạch đấy, bây giờ lắp vào nha, hoặc là mai mới lắp vào chứ bây giờ mắt cũng díu vào rồi. Thôi thế xin phép dừng clip ở đây nha. Đây mạch của nó đây, nhiều anh em bảo là mạch của nó đâu lại giới thiệu cơm đi hỏng nha. Nó sẽ hỏng, sẽ có một ngày nó hỏng. Đấy, thế nhưng chả, nếu mà để mà tính ra 5 năm hay 10 năm nữa thì đấy vẫn là một dấu chấm hỏi nha. Có khi đùng cái thì nó lại lăn đùng ngã ngửa ra, thế nhưng cái khả năng đấy là rất chi là thấp vì trải qua thời gian mà mình còn thấy nó như thế này. Đấy, mà cái thương hiệu này thì ai biết rồi nha. Đấy, chơi những cái con như thế này thì không phải suy nghĩ gì cả, cứ chơi thoải mái. Thôi thì xin phép dừng clip ở đây, có đi ngủ mai mới lắp vào nha. Cảm ơn các đồng chí luôn đồng hành cùng Khang Audio. Các đồng chí lựa chọn Khang Audio đó là một sự lựa chọn sáng suốt, đúng đắn. Merci.